Chào mừng các bạn khán thính giả đã đến với chương trình Radio 23 Độ Nghiêng. Chương trình được phát sóng lúc 20 giờ thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của TBV Podcast. Mình là Khánh Hòa. Mình là Nguyễn Sơn. Sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thính giả thân mến, đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta sẽ bị xao động, bị cuốn theo những vòng xoay mà chính bản thân ta cũng không thể lường trước được. Đến với Radio 23 Độ Nghiêng, chúng tôi sẽ giúp các bạn được trải lòng và lắng nghe những vòng quay trong tranh của cuộc sống, được cùng ngồi nhìn lại bản thân để vững vàng hơn trên hành trình đi tìm lẽ sống của đời mình. Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình cho chúng tớ, thì hãy gửi thư đến fanpage của TBV Entertainment nhé. Hòa này, hồi bé Hòa có mong mình lớn lên thật nhanh, trưởng thành như ba mẹ mình không? Mình có Sơn ạ. Khi còn đi học, mình chỉ ước mau mau lớn nhanh để được đi làm như ba mẹ thôi. Sơn biết tại sao không? Vì mình chỉ muốn không phải làm bài tập về nhà, bài kiểm tra và những bài thi khó ơi là khó thôi ấy. Mình nghĩ nhiều bạn trẻ đồng trang lứa như chúng mình đã từng có những suy nghĩ trẻ con giống như Hòa vậy đó. Ước lớn nhanh trở thành phiên bản như ba mẹ mình. Nhưng khi trưởng thành rồi thì ta lại lo nghĩ nhiều hơn, nhất là cho gia đình và con cái. Và mình nghĩ là mẹ bây giờ khó hơn rất nhiều. Vừa phải là mẹ tâm lý, vừa gần gũi với con, vừa phải làm người mẹ để cho con tự hào. Phải đấy, đây cũng là câu chuyện của một bạn khán giả trẻ lập gia đình vào độ tuổi mà ai cũng cho là lý tưởng nhất, đó là tuổi 25. Hãy cùng Radio 23 Độ Nghiêng lắng nghe những tâm tư thú vị của bạn trẻ này nhé. Mong rằng số radio này sẽ truyền động lực tích cực đến các bạn khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Tôi là một cô gái luôn ấm ức khi chứng kiến cảnh sáng sáng mẹ ra khỏi nhà với trang phục chỉnh tề, tối về chỉ cần cơm nước mà không cần làm bài tập. Trong khi đó, tôi thì sáng nào cũng mang bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài đến trường, cả ngày căng thẳng nghe thầy cô giảng bài, tối về chiến đấu với cả đống bài tập, có hôm tận 11 giờ tối vẫn chưa được đi ngủ, chưa kể thỉnh thoảng lên cơ quan mẹ, thấy chỗ làm của mẹ rộng rãi, điều hòa mát lạnh, chẳng bù cho bọn tôi, lúc nào cũng phải giữ tư thế ngồi thẳng lưng trong suốt 45 phút trên cái bàn chỉ đủ chỗ cho hai đứa. Những lúc mẹ buồn bực hay căng thẳng, mẹ dễ dàng chuyển tâm trạng đó sang chúng tôi và mẹ coi chuyện đó là điều hết sức bình thường. Nhưng mẹ có biết với chúng tôi nó vô cùng vô lý không? Điều tôi thấy kỳ lạ nhất là tại sao bố mẹ có thể nói những điều mình thích mà tôi lại không? Bố mẹ có quyền từ chối khi tôi hỏi họ những câu hỏi mà họ không muốn trả lời. Nhưng khi tôi mà làm thế thì sẽ bị cho là không ngoan và bị chấn chỉnh ngay. Tôi nhớ mãi một lần mẹ so sánh tôi với nhân vật nhí trong phim Những ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, một bộ phim mà thế hệ 8X chắc ai cũng từng xem qua. Khi mẹ hỏi sao con không ngoan và học giỏi như bạn ý, tôi buột miệng hỏi ngay một cách ngây thơ thực sự, con thấy mẹ cũng có giống người mẹ trong phim đâu ạ. Và kết quả là tôi được mẹ khuyến mãi thêm một số câu cằn nhằn phía sau. Tôi cứ thế lớn lên trong sự ấm ức, khó hiểu về cách cư xử của bố mẹ mình như vậy. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều mong mình sớm trưởng thành để được hưởng vô số quyền lợi đặc biệt của người lớn. Như đến bây giờ, tôi trở thành mẹ của một cô con gái học lớp 6. Tôi thấy làm mẹ thời nay sao mà khó đến thế. Tôi kết hôn khi 25 tuổi, cái tuổi chưa đủ để một cô sinh viên tốt nghiệp bằng khá như tôi chứng tỏ được điều gì trong công việc. Chẳng bao lâu sau đó, tôi trở thành bà mẹ bỉm sữa. Lúc bấy giờ, toàn bộ tâm trí của tôi dành hết vào việc chăm sóc cho con. Tôi sẵn sàng xin vắng một cuộc họp quan trọng với lãnh đạo cấp cao nếu hôm nay con tôi bị ốm. Tôi dần dần đánh mất cơ hội của mình, sếp không còn dám giao việc quan trọng cho tôi nữa. Nhưng lúc này đây, tôi chấp nhận tất cả, chấp nhận một công việc bình thường, nhàn nhã, không phấn đấu, không tham vọng. Điều tôi mong muốn nhất là con tôi luôn bình an, khỏe mạnh. Nhưng con đâu cần sự chăm sóc như thế mãi được. Khi con lớn dần lên, hiểu biết nhiều lên, con cần nhiều thời gian riêng tư hơn, đồng nghĩa với việc tôi cũng được tự do hơn. Trong khi con có vô vàn thứ để làm, để bận tâm, thì rời bỏ công việc mẹ bỉm sữa, tôi lại trở về nhàn rỗi. Và một sự thật đáng buồn là khi nhìn lại tôi thấy mình chẳng đạt được thành tựu nào đáng tự hào trong công việc cả. Nói cách khác, tôi đã không còn cơ hội để thăng tiến trong công việc. Hoặc nếu muốn có, tôi phải khởi động bản thân và cố gắng gấp đôi, gấp 3 lần đồng nghiệp trẻ xung quanh. Nếu trước đây, bố mẹ tôi có thể khuyên bảo, dạy dỗ tôi một cách thoải mái, thì bây giờ tôi lại không thể làm như thế. Nếu bạn cũng đang là bà mẹ trẻ như tôi, chắc hẳn bạn cũng sẽ đồng ý với tôi là bọn trẻ ngày nay không đứa nào chịu lắng nghe những điều vô lý. Đã qua rồi cái thời bố mẹ lấy người nọ, người kia làm gương cho con cái noi theo. Bởi nếu bố mẹ không làm được, bọn trẻ sẽ hồn nhiên mà đặt câu hỏi: thế còn bố mẹ thì sao? Bố mẹ bằng tuổi con bố mẹ thế nào? Khi bé, bọn trẻ luôn muốn mẹ ở nhà, không muốn mẹ đi làm. Nhưng khi lớn, chúng nó lại cần tự hào về mẹ, muốn mẹ phải là người phụ nữ có những thành công nhất định. Là mẹ bây giờ khó hơn trước rất nhiều. Vừa phải là mẹ tâm lý, gần gũi với con, vừa phải là người mẹ để con tự hào.
hoặc có thể tôi là người khá cầu toàn nên mới suy nghĩ thế. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn luôn mong rằng sẽ có nhiều cơ hội hơn, tạo điều kiện hơn cho các bà mẹ bỉm sữa như tôi khi quay trở lại công việc có thể khẳng định được bản thân. Cảm ơn chương trình Radio 23 Độ Nghiêng đã thay tôi chia sẻ những điều này đến với các bạn thính giả thân yêu. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và tự tin trong hành trình chứng minh bản thân mình nhé! Wow, cảm ơn chị về lời nhắn nhủ ý nghĩa và lời chúc chân thành đến các bạn khán thính giả của chương trình Radio 23 Độ Nghiêng. Đúng là khi đặt mình vào vị trí của người khác, mình mới thấu hiểu được hết cuộc sống mà họ đang trải qua, Sơn nhỉ? Đúng rồi Hòa ạ, thế mới biết bố mẹ mình vất vả như thế nào đó. Cuộc sống của họ dù sao cũng chỉ muốn xoay quanh chúng ta mà thôi. Vì vậy hãy thật trân trọng những điều mà bố mẹ đã dành cho chúng ta nhé. Và Radio 23 Độ Nghiêng xin chân thành cảm ơn các bạn khán thính giả đã cùng chúng mình trải nghiệm những chia sẻ tuy bình dị nhưng mang tới nhiều cảm xúc mà chúng tôi tin ai cũng sẽ thấy ít nhiều bóng hình của mình trong số radio ngày hôm nay. Nếu bạn đang có những tâm sự trong lòng thì chớ ngần ngại chia sẻ cùng Radio 23 Độ Nghiêng nhé. Đừng cô đơn một mình, hãy mở lòng vì đằng sau các bạn còn có chúng tôi nữa đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.